AFC Asian Qualifier brought to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Em đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam, thì cảm xúc của em về bàn thắng đầu tiên này cho đội tuyển như thế nào? Thật sự em cảm thấy là khá là bất ngờ và em cảm thấy rất là vui, tại vì đây là cũng là lần đầu tiên mà em được ra sân một trận đấu chính thức cho đội tuyển Việt Nam mà em lại là người ghi bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam, nên em cảm thấy rất là vui ạ. Trận đấu với Nhật Bản là trận đấu khó khăn, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự động viên tinh thần như thế nào đối với các em? Bước vào trận đấu cuối cùng thì cũng là trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản, thì thật sự đây là một đội tuyển rất là mạnh, nên là thầy trong lúc chuẩn bị cho trận đấu thì thầy luôn luôn động viên tinh thần, hô hào anh em tập trung tập luyện, và để có được trận đấu ngày hôm nay thì toàn đội đã cố gắng rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn em. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta đang theo dõi những hình ảnh được truyền trực tiếp về từ đường hầm của sân Saitama, và chỉ ít phút nữa thôi sẽ là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà Nhật Bản. Thế chủ động đang hoàn toàn là của các cầu thủ Nhật Bản, họ đang vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng. Đây là trận đấu cuối cùng ở hành trình của vòng loại 3 World Cup. Đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đã có được rất nhiều điều. Chúng ta có được một chiến thắng lịch sử trong ngày mùng 1 Tết, và cùng với đó là sự trưởng thành của khá nhiều những cầu thủ. Yoshida. Thêm một lần nữa chúng ta thấy được sự quyết tâm đến từ Tuấn Hải. Thanh Bình. Khá tốt, Hùng Dũng. Quang Hải được chuyền nhanh. Phía bên kia đó sẽ là cái chân trái của Quang Hải. Đánh đầu. Rất bất ngờ, tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ Việt Nam. Đó là điều mà có lẽ trước khi trận đấu này diễn ra không nhiều người dám nghĩ tới. Nhưng đây là một tình huống cố định và chúng ta đã tận dụng rất tốt ở những phút đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam với một đẳng cấp phải nói là thấp hơn so với đội tuyển Nhật Bản đã gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện những tình huống triển khai bóng, nhưng chúng ta đã làm rất tốt ở những tình huống cố định. Từ trong khó khăn thì chúng ta đã có được hy vọng. Như chúng tôi đã nói, với những tình huống cố định thì hy vọng có thể sáng lên bất cứ lúc nào, và bàn thắng đến từ một cái tên mà ít ai nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra. Thanh Bình đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vượt lên dẫn trước ngay tại Saitama. Và đi kèm với đó chắc chắn ở ngoài kia là rất nhiều sự sung sướng của các cổ động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khẳng định đội tuyển quốc gia Việt Nam với những gì đã làm được xứng đáng với hai chữ tận hưởng. Dẫu sao thì đây cũng là trận đấu cuối cùng của vòng loại 3 của World Cup 2022. Đây là Kubo. Đã có lỗi từ phía các cầu thủ áo trắng. Trợ lý trọng tài đã phất cờ rất nhanh. Người đã rất nỗ lực để đeo bám Takefusa Kubo ở tình huống rồi là số 14 Thanh Bình. Trước tình huống ghi bàn của Thanh Bình thì trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình và ngày mùng 1 Tết, chúng ta đã được chứng kiến pha ghi bàn rất đẹp của Phan Văn Đức. Một bàn thắng đánh dấu sự trở lại của cầu thủ này sau rất nhiều những tình huống bị chỉ trích. Và bàn thắng. Tuy nhiên thì các chàng trai áo trắng vẫn đang đứng vững. Không có lỗi của Thanh Bình. Tuấn Anh tiếp tục một lần nữa cho thấy được khả năng phán đoán vị trí của mình. Kể từ Thanh Bình. Ito. Và phối hợp không thành công giữa Ito và đồng đội. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.